Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cú Lý Vlog sẽ giúp chúng ta trải nghiệm một ngày là làm một người nông dân, một ngày là một người chuẩn bị nấu bữa trưa để ăn của những việc gì. Có lẽ chúng ta sẽ đi tham quan cái vườn nhà. Ra thấy một cái vườn nhà bé bé thôi nhưng mà lên cũng rất là xanh và rộng. Đấy, quay sang bên phải đấy có các loại cây trên đời. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một cái khu vực bên cạnh chúng đã lương trồng cách đây mấy chục năm. Xin chào bác Vượng nhá, đang review. Đây, có lẽ chúng ta sẽ sang khu vực này trước. Đây là một cái cây người ta gọi là cây ngũ gia bì, được tôi trồng từ những năm học lớp 8, lớp 7 và từ một cái nhánh rất nhỏ và bây giờ cái gốc nó rất là đẹp, rất là cổ thụ này. Chúng ta có thể nhìn sát gốc này. Đấy. Đây là những cái rễ rất là thú vị. Còn sang mặt bên này còn đẹp nữa. Đấy, cây xanh rất đơn giản nhưng rất là đẹp. Đây cũng thế. Đây là gọi là cây xanh. Cây xanh bởi vì nó xanh thật. Đó. Cái này gọi là cây đa nhỉ. Đó. Rất đẹp, rất là xanh. Cái này dự kiến chúng tôi cũng phải bán được khoảng 2 triệu đô một cây. Nhưng mà vì là nhà cũng không dùng gì đến tiền cho nên thôi. Đấy. Không bán nữa. Cây này cũng phải 1.700 đô. Bởi vì là chúng tôi có quá nhiều thứ để ăn. Đây, đây là một cái loại mà chỉ có Nam Định nhà chúng tôi mới có. Đó là gọi là loại cấy. Cấy nó khắc cua chỗ nào? Cấy khắc cua ở chỗ chân cái loại này có lồng. Mà cái cấy này thì mình nấu với cái loại rau đay hoặc là rau mùng tơi thì cũng cực kỳ tuyệt vời. Cái này nó khoảng 2-3 cân thì ăn có thể rất là nhiều bữa. Ngoài ra có thể làm nước cấy chấm rất là tốt. Sau đây chúng ta sẽ ra cái khu vực vườn mà nơi tôi rất là thích. Đây là cũng là một cây cảnh cũng lâu năm rồi. Đây gọi là cây lộc vừng, người ta đã trả khoảng 800 triệu cũng chưa bán. Đấy. Còn đây là cây mướp mà gọi là mướp hương. Đây có cả cây là húng này, húng tép này. Đây là mướp này, hoa rất là nhiều, quả cũng khá là nhiều. Tuy nhiên quả của cái loại này nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là thơm, rất đắt đỏ. Đây một loạt quả đã kết quả ở đây rồi này. Đây có thể thấy không, rất là nhiều quả nhỏ xinh xinh này mà xào với lòng gà thì ít xịt con mù tịt. Rồi chúng ta có thể quan sát thêm. Đây cũng là cái cây mà trồng khoảng 25 năm rồi. Gốc rất là cổ thụ. Đấy, rất là cổ thụ. Cây này tôi cũng được trồng từ khi nó bằng ngón tay út. Sau đây chúng ta sẽ quay và trở về vườn cà chua và mồng tơi. Mồng tơi này là mồng tơi được lấy giống từ Đại học Nông nghiệp và chuyển qua thử nghiệm tại Mỹ. Cuối cùng về trồng tại nhà. Đây, còn đây là những cây cà chua, quả rất là nhiều. Đó, quả này xay sau nó còn to, chín còn đẹp lắm. Hoa thì rất là nhiều, quá nhiều hoa. Rất nhiều hoa cà chua như này thì sẽ hứa hẹn là kiếm được rất là nhiều quả. Còn tiếp theo đó là cái vườn này gọi là vườn rau đay, đang gieo mồng tơi. Đó, mồng tơi rau đay. Đây là cây cảnh này sẽ được chơi về Tết. Những cái chậu này đã được ươm rất là lâu rồi. Rất nhiều tiền đây. Cái này thì rẻ thôi, cũng chục triệu một chậu. Hoa thì nó chơi rất là lâu. Đây cũng là cây chanh. Năm nay chanh nó không được mùa. Hoa chanh là chưa nở giữa vườn chanh. Còn đây là một cây cực kỳ thú vị. Cây này là gọi là cây khế. Khế này là khế ngọt. Nhưng tại sao ở đây nó lại có liên quan đến trầu leo lên cây khế này? Chúng ta đến với một cái sự tích, đó là sự tích người ta có sự tích trầu cau thì đây là sự tích khế trầu. Đây là gọi là chị em cây khế và cau già. Ngày xưa đã lâu lắm rồi, khi có một anh chàng là nhiều tuổi mà chưa lấy được vợ, và đây là có hai chị em cũng đang chưa có gì, cho nên người ta gọi sự tích chị em cây khế kết hợp với chàng trầu già, mà nó cũng chưa hợp nhau lắm đâu.
là mẫn đơn lẻ và có thể có thêm mấy cái anh mướp này. Tại sao có quả mướp ở đây? Rất đặc biệt đúng không? Quả mướp chẳng qua là có cây mướp leo lên thôi. Sau đây chúng ta lướt qua một cái giàn, cái vườn giàn gốc. Giàn gốc này dự kiến sẽ ra khoảng 150 quả và cung cấp gốc cho cả một cái khu dân cư này. Đó, bắt đầu có quả. Chỉ có một cái gốc rất là nhỏ ở kia thôi. Gốc rất nhỏ. Chúng tôi có một cái giàn gốc rất là đẹp. Đó, cái gốc rất nhỏ đi lên. Có thể có một cái giàn gốc rất là đầy đủ. Đó. Thì bên dưới giàn gốc này thì có rất là nhiều cây này. À, bên kia là cây cây gì nhỉ? Đấy là cây mùi tàu. Ồ, mùi tàu, ăn vịt cái thứ là có, sau đó là dấp cá. Đây là lá ngải thì có thể trắng trứng hoặc là trần gà ác, rất là đầy đủ. Đây là kinh giới. À không phải. À đúng rồi, đây là kinh giới và đây là tía tô. Thì tô thì cũng có thể là gia vị của rất là nhiều món. À, chỗ này trước là chúng tôi nuôi gà, các loại gà đông tảo, gà trên đời, nhưng hôm nay hết gà rồi. Chúng ta sẽ trở lại với một số Tết ăn hết mất gà rồi. Một số cái cây cảnh cũng được sưu tầm từ những cái giá rất là ít, nhưng bây giờ nó thành cái sản phẩm triệu đô. Đấy, sản phẩm triệu đô. Đây là cây lộc vừng này. Đây cũng lộc vừng, anh này ưa nước, bỏ ra khỏi nước là chết. Đây này là cây công này. Và các hệ thống cây xanh. Cây xanh chúng tôi nó ở trên cơ sở là lấy cây tự nhiên và uốn theo ý mình. Tiếp tục ta ra một cái khu vực là ngày xưa là một cái sông rất là to. Ui. Bây giờ nó thành cái sông bé hơn rồi. Đây. Trước đến cái sông thì chúng tôi có một cái bể nước chuyên hứng nước mưa. Ăn uống bằng nước mưa ở đây. Mùa mưa thì hứng nước ở đây. Và rồi chúng ta sẽ uống nước mưa, bể nước mưa. Cái này không phải là khu vực nào cũng có. Đó. Không phải khu vực nào cũng có, chỉ có nhà tôi thôi. Đây là một cái dòng sông, hôm nay nó không được sạch lắm nên bên đối diện có quả mít rất là to. Đó. Bạn nào mắt tinh sẽ nhìn thấy quả mít luôn nhá. Đây. Mít tinh sẽ nhìn thấy quả mít. Ở nhà đây. Không rất là gì, to. Không có gì ngoài điều kiện. Thế nên là chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa cái quang cảnh. Tất cả vườn này đủ cung cấp nước ăn thức uống trong một ngày. Nhiều ngày. Và chúng tôi cũng có phải một cái nhiệm vụ nữa là phải ra đồng đây. Cho nên là chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ngoài đồng.